cao anh chị ha. Nhìn lên trên trong này thì khá là mát mẻ, bởi vì thường thường á, nắng nó sẽ được che bởi các cái tòa nhà chung cư. Bên tay trái của em ở đây là khu dân cư Richstar nha. Và cách đây gần 4 năm thì em có vào bên trong cái khu công viên một lần. Chợ Hiệp Tân bây giờ trưa rồi thì chắc là em cũng không vào chợ, tại vì bắt đầu vắng. Để hẹn cô bác anh chị hôm nào đi sớm. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 11:15 trưa ngày 30 tháng 8 năm 2022. Lúc này em đang đứng ở ngã tư 4 xã ngày xưa anh chị. Bây giờ thì người dân Bình Vận quen gọi là ngã tư 4 xã. Nhưng mà nếu mà đếm cái đường thì nó thành là ngã 6 rồi. Em đang đứng ở đây là đường Thoại Ngọc Hầu, Tân Phú, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú. Đường Thoại Ngọc Hầu này ngày xưa nó có tên là Hương Lộ số 2. Còn phía trước có Bình Long cũng là Hương Lộ số 3. Ở đây quận Tân Phú em thấy là ngày xưa hương lộ rất là nhiều thưa anh chị. Thời tiết Sài Gòn hôm nay hiện tại bây giờ cũng đang khá là nóng, oi bức. Em xuất phát ở khu vực ngã tư 4 xã này. Mời cô bác anh chị cùng với em chúng ta chạy trên con đường Hòa Bình hướng về Đầm Sen và ghé ngang cái khu dân cư Richstar. Ở đó có hai cái khu chung cư của tập đoàn Novaland. Cách đây khoảng 3-4 năm thì nó đang xây mới vừa xong, lên còn vắng vẻ lắm anh chị, hoang sơ. Nhưng mà bây giờ thì thành một cái khu dân cư khá là nhộn nhịp. Trước khi đi thì em cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an với nhiều niềm vui. Bây giờ em cứ đi qua đường cái đã. Đường Thoại Ngọc Hầu đó anh chị. Đây, qua đường. Em sẽ quẹo trái luôn. Thành ra là em đứng bên góc này anh chị thấy không? Đường gì đâu mà nhỏ xíu à. Đường có chút xíu anh chị. Ở đây có Phan Anh, Hòa Bình, Bình Long, Lê Văn Quới, Thoại Ngọc Hầu. Đó, đó là những cái con đường ở phía trước này. Bây giờ em sẽ quẹo trái. Quẹo trái ngay vị trí này luôn. Chúng ta đi con đường Hòa Bình. Anh chị có thể thấy là trời đang rất là nắng. Cái vị trí này anh chị thấy xe cộ đông đúc không? Thường hay kẹt xe lắm anh chị. Đường thì nhỏ mà xe thì đông. Rồi ở đây có 6 cái ngã đi. Một lần đèn xanh là tới 2-3 đường bắt đầu chạy. Là xe cổ nó tùm lum hết. Xe bên này chưa chạy xong thì bên kia đèn xanh mất tiêu rồi. Bên này được chạy thì bên kia chạy chưa có xong. Rồi đó anh chị thấy không? Em muốn quẹo trái ở đây nè. Nó khó ơi là khó luôn. Đó, em quẹo chưa có xong á thì cái đường khác người ta lại là đèn xanh rồi, người ta chạy rồi tới mình là bắt đầu kẹt. Trời ơi, thành ra là nó rối lắm anh chị. Ở đây nó rối dữ lắm luôn á. Phía trước là Phan Anh nè. Em quẹo trái ở đây. Ngay chỗ cái điện máy xanh này là con đường Hòa Bình. Ở phía xa xa anh chị thấy có những cái tòa chung cư không? Đó đó, ngay cái chỗ đó là Richstar, khu dân cư Richstar, chung cư của Novaland đó anh chị. Đường này thì anh chị đi xuống Đầm Sen. Và cái khu này bây giờ nó thay đổi nhiều, chứ ngày trước thì nhìn nó ghê lắm anh chị. Mỗi lần mùa mưa đi con đường này giống như là mình đi làm ruộng á. Em đứng ở đây một chút nha anh chị nha. Mỗi lần trời mưa đi con đường này thấy sợ luôn. Trời nắng, rất nắng. Hôm nay em không dám đi bộ giữa trưa luôn. Cái tia cực tím nó hơi bị cao á anh chị. Và bây giờ em mời anh chị đi xuống cái khu dân cư Richstar và những con đường xung quanh đó nha. Ở đó có cái chợ Hiệp Tân anh chị. Và có một con đường nó khá là ngộ, đó là hình như con đường cây keo đó, em nhớ không lầm là như vậy. Thì trước khi cái khu dân cư này thì nó có hai bên. Bên phải của em chúng ta ghé vào cái khu bên phải trước nha. Còn bên trái thì rộng hơn. Đó, bên trái là những cái tòa nhà chung cư rộng hơn. Bên phải thì là nhìn có vẻ như là nó ít căn hộ hơn đó. Hôm trước có một bác khán giả cũng có nhờ em chạy về cái khu này để cập nhật một vài cái hình ảnh ở đây. Novaland nó cũng là một cái tập đoàn lớn, bất động sản lớn của cả nước mình đó anh chị. Riêng cái quận 7 với quận 4 là nó chiếm lĩnh các cái vị trí đắc địa ngay chân cầu. Em cũng thường hay đi đó. Thì ở đây nè, anh chị thấy không? Lối vào, cổng số 1. Cấm xe ô tô, cấm xe hơi. Ở đây thì cái khu phía trước người ta buôn bán shop house. Đối với con đường Hòa Bình này thì dường như em thấy là chỉ có hai cái khu chung cư này thôi. Richstar nói chung là của tập đoàn Novaland thì nó cũng khá là yên tâm anh chị. Cũng không có nhiều cái scandal. Novaland ha. Gửi xe bên phải của em đó. Đây cái khuôn viên bên này thì nó nhỏ hơn rất là nhiều so với những cái chung cư ở bên trái, cũng của Novaland luôn đó anh chị, cũng của Richstar này luôn đó. Nhưng mà khu bên trái thì nó rộng hơn. Cái khu bên phải này thì có vẻ ít căn hộ và ít cây xanh hơn. Đó. Cách đây khoảng 4 năm á, gần 4 năm á, thì em có về đây để tham khảo một chút cái căn hộ lúc đó là mới xây thô xong. Thì giá nó khoảng chừng 2 tỷ 4. 2 tỷ 4 thời điểm cách đây khoảng 4 năm cho một căn hộ khoảng chừng 68 tới 70 m2, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh và không có gì hết anh chị ha. Không có gì hết ha. Đó, đây thì có cái ở đây thì có một cái khu chung cư 8X Đầm Sen này. Đó. Phía trước anh chị thấy có cái khu căn hộ đó, đó là khu căn hộ 8X Đầm Sen. Còn ở đây thì nó có một cái công viên nho nhỏ. Đó. Đây là cái khuôn viên xung quanh của cái chung cư Richstar. Đó. Bên phải là anh chị thấy cái chung cư Richstar ha. Xây một cái bức tường cao lên. Đó, khoảng 5-6 thước. Đây là phía sau là một cái khu dân cư. Nhưng mà ở đây thì có xưởng rất là nhiều anh chị. Những cái xưởng này, em chạy một vòng xung quanh. Thông qua cái clip này thì chắc có lẽ là em hy vọng cô bác anh chị nếu mà ai muốn về đây sinh sống thì có thể nhìn một vài cái cảnh quan xung quanh như thế này. Về giá thì chắc chắn là ngày hôm nay nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với cách đây 4 năm em đi tìm nhà. Đặc biệt là trong cái giai đoạn này thì chung cư nó đang còn khá là đắt đỏ anh chị. Quỹ đất thì ghim lại rồi không cấp phép xây dựng. Đó, đang điều chỉnh giá đất tùm lum hết, cho nên là trong cái giai đoạn này thì có thể nói là chung cư đó khá là hút hàng. Cho nên cái giá thì chắc chắn là nó không còn 2 tỷ tư như ngày trước nữa. Anh chị có thể thấy ở cái xung quanh cái khu Richstar này thì vừa có nhà ở, nhưng mà đa số là em thấy các cái xưởng nhiều ha anh chị. Cái xưởng này, xưởng người ta làm công ty có một số cái máy móc chạy ngày đêm. Nhưng mà nhà dân ở đây người ta ở được thì chắc em nghĩ là xung quanh người ta cũng sinh sống ổn thôi. Chắc không có đến nỗi nào ồn ào lắm. Khi đi mua nhà thì thật sự là rất là quan tâm đến cái việc ồn ào anh chị. Đó, có những cái nhà máy anh chị nghe tiếng người ta chạy máy không? Đó. Ồn ào, ô nhiễm tiếng ồn đó, rồi ô nhiễm luôn cả cái môi trường sống. Thì em thấy cái bức tường của chung cư Richstar này người ta xây khá là ổn đó anh chị. Có những cái khu trong khu chung cư khác thì người ta làm cái bức tường gì nó lem nhem lắm nha. Nhưng mà cái bức tường bên trái của em đây này, khu dân cư Richstar đó, thì em thấy khá ổn. Bên trong là cái khuôn viên. Ở đây thì nhiều xưởng nhà máy nhưng mà cũng không quá ồn ào và ô nhiễm. Rồi bây giờ em mời cô bác anh chị đi ra cái con đường Hòa Bình và chúng ta cùng nhau khám phá cái khu Richstar bên kia, nó có nhiều cái điểm thú vị hơn. Đấy, bên trái em là một cái công viên nho nhỏ đây anh chị ha. Đó, các cái quán cà phê ở đây. Đó, ngồi uống cà phê cũng khá là mát mẻ anh chị. Có nhạc, có đồ thú vị, trời nắng như thế là hấp dẫn lắm á. Rồi em sẽ quẹo phải đây. Đó, bây giờ mời anh chị đi bên kia ha. Con đường Hòa Bình đúng là bây giờ nó thay đổi nhiều rồi anh chị. Đông đúc nhộn nhịp và cũng thuộc dạng đắt đỏ bậc nhất của quận Tân Phú chứ. Đứng ở đây để anh chị nhìn một chút cái mặt tiền của khu Richstar nha. Đây nè, Richstar nè anh chị nè, Richstar. Đó, thấy chưa? Rồi em mời cô bác anh chị chạy đây. Ở đây nó có nhạc nhiều quá, ồn ào mà dính bản quyền. Đó, mặt tiền của Richstar. Rồi em đưa cái camera qua lại đường chính em đang chạy. Ở phía trước đây là con đường Tô Hiệu. Như vậy là cái khu Richstar này á, nó nằm một lô ở bên đường Hòa Bình và một lô ở góc ngã tư Tô Hiệu. Đây, đường Tô Hiệu. Tô Hiệu này á, thì em sẽ quẹo phải. Con đường này hôm nay nó mới mở nè anh chị. Thấy, anh chị thấy rộng và đẹp không? Đó, bánh trung thu mua 2 là mua 1 là thành 2 rồi đó. Ở đây thì anh chị sẽ khu Tô Hiệu này thì em thấy hình như nó chạy cũng đâu đó về Lý Văn Bích hay là Phan Anh chứ, Phan Anh. Đó, hướng về Phan Anh. Còn bây giờ em sẽ quẹo trái nha. Em quẹo trái ngược lại để anh chị nhìn một chút cái khu Richstar. Đang đèn đỏ, đông xe anh chị. Đang đèn xanh chứ. Rồi em quẹo trái đây. Đi ngược lại đó. Đó, khu dân cư Richstar, khu dân cư Novaland. Thì anh chị cũng nhìn thấy là ngay cái vị trí này là quá là đẹp rồi, đắc địa ở đây. Bên phải đường Hòa Bình này thì anh chị cứ chạy đi xuống Đầm Sen nha. Còn bây giờ thì em mời cô bác anh chị đi vào cái khu dân cư Richstar và những con đường đối diện với nó. Ví dụ như ở đây có con đường cây keo này, đầu đường luôn. Hôm nay em đi giấc này thời tiết trông rất là đẹp. Anh chị có thấy cái clip này màu sắc đẹp không? Rõ ràng, trắng sáng. Bên tay trái của em ở đây là khu dân cư Richstar nha. Và cách đây gần 4 năm thì em có vào bên trong cái khuôn viên một lần. Nó rộng lắm anh chị. Ở xung quanh những cái tòa nhà này là nó có một cái khu công viên nội khu phía trong, nó rộng lắm. Đó anh chị. Novaland thì chất lượng nó cũng khá là an tâm, không đến nỗi nào. Cây cối thì người ta tỉa hết rồi. Cây to thì được tỉa hết cành rồi. Anh chị thấy không? Bóng mát nó cũng bớt đi. Tuy nhiên thì mùa mưa nó cũng an toàn anh chị. Không có bị gãy nhánh rồi này kia. Bây giờ em chạy một vòng cái khu Richstar này anh chị nha. Em sẽ cho cái camera nó Ly đi qua bên tay trái nhiều một chút, tại vì bên đó có cái khu dân cư, chung cư đó, anh chị. Đây là bên phải em là đường Cây Keo này, hơi lố này. Đó, cỡ này là đẹp ha. Tí xíu nữa thì em sẽ đi những cái con đường bên phải. Rồi thì bây giờ em sẽ quẹo bên tay trái để anh chị nhìn một chút cái khuôn viên. Đây anh chị, tay trái đây. Đây, khuôn viên bên trong của Richstar. Hai bên thì có hai cái gọng bảo vệ. Bên trong thì nó có một cái công viên rất là lớn thưa anh chị. Ngồi bên trong đó gió nó lùa giữa những cái tòa chung cư với nhau, nó mát lắm. Ở đây dường như là chỉ cấm xe tải thôi. Để em bon chen một chút. Bon chen một chút mời anh chị chạy vào nha. Đôi khi mình cũng bon chen một tí anh chị, chứ không bon chen thì không có được những cái khung cảnh. Đó, bên trong Richstar. Bên phải em ở đây là có cái hồ bơi này anh chị. Đây, em quay qua cho anh chị xem nè. Có cái hồ bơi. Đó. Đây là có cái công viên rất là lớn anh chị thấy không? Hầm gửi xe. Cao anh chị ha, nhìn lên trên trong này thì khá là mát mẻ, bởi vì thường thường á, nắng nó sẽ được che bởi các cái tòa nhà chung cư. Đây cái đường đi ra anh chị ha, đây là cái vai của em đó. Đây người ta có dăng cái lồng đèn chắc chuẩn bị chào đón trung thu cho các bé. Em quay bên này rồi, bây giờ em sẽ chạy tới đoạn để em quay bên kia. Ở đây thì anh chị sẽ chạy một vòng xung quanh chung cư. Ở này bắt buộc phải quẹo trái, cấm quẹo phải. Trái là đi ra ngoài đường đó anh chị. Trái. Đây là cái khu bên cái hồ bơi này, anh chị có thể nhìn thấy này. Và người ta đang tắm rồi, cũng rất là cao tầng anh chị ha. Đó, thấy chưa? Trong xanh. Nó đang bơi cả nước kìa. Đó, thì một vài cái hình ảnh mà anh chị thấy như vậy đó. Để bây giờ chắc em chạy ra ngoài. Chứ để bảo vệ người ta la, đứng lâu quá bảo vệ người ta la anh chị. Đây lối giữ xe, đường giữ xe ở bên phải của em. Rồi hướng này đi ra. Đó, đây là cái khuôn viên bên trong anh chị thấy ha. Anh chị thấy như thế nào? Có đẹp không? Em hãy thử chạy một vòng xung quanh khu này coi xem sao, và những cái con đường phía trước anh chị đang nhìn thấy đó. Ở khu này bây giờ em thấy nó khá là ổn á anh chị. Sinh sống làm ăn ở đây cũng ngon á. Em sẽ đi trục đường Tô Hiệu vòng quanh cái khu dân cư Richstar này trước. Dường như là hết rồi, không có đi vòng vòng khu dân cư Richstar được. Em thấy ở đây cũng có cái đường vào này. Em quẹo ngược lại anh chị nha. Trời, nhìn thấy tâm xanh quá. Nắng thì hơi nắng thiệt, nhưng mà cái clip nó đẹp anh chị. Quay cạnh đường phố mà thấy cái clip của mình nó đẹp, thấy cũng phấn khích. Rồi em quay đầu á. Bây giờ là em quay đầu. Rồi em sẽ quẹo ở đây này, đó cũng là cái đường đi vào cái khu dân cư này, chung cư Richstar này. Anh chị ha, chúng ta chạy một vòng bên này để coi. À, bên này cũng có một cái khu công viên nữa nha. Đó, cái hồ bơi bên tay trái của em này. Đó, bên này cũng có một cái khu công viên nhỏ thôi, và cái đường xe chạy Richstar đó. Ở đây thì quay đầu, còn ở đây thì không biết đi hướng nào đây. Bãi xe dân cư, đây là bãi xe anh chị, bên tay trái của em nè. Không này là đi ra con đường Hòa Bình luôn. Đây khu xử lý rác. Cái gì ha? Khu xử lý rác. Căn hộ mà đẹp á, giá mà cao thì view hồ bơi hoặc là view ra khu dân cư đó anh chị. Đó, cái này thì chạy ra đường Hòa Bình. Thì em chạy nhanh một tí tại vì có nhiều chú bảo vệ đó. Anh chị thấy gió lùa, gió lùa đã. Đó, ở đây là mình cũng đi cái mặt tiền, đó là đường Hòa Bình nữa nè anh chị. Đó, bên phải của em đó là mặt tiền của khu dân cư này. Nói về cái sự sầm uất và nhộn nhịp thì bây giờ không phải bàn nữa anh chị. Khu này bây giờ ngon quá, theo như em đánh giá là như vậy. Nếu mà anh chị sinh sống ở đây thì vừa có các cái dịch vụ tiện ích đầy đủ này ở dưới, mà không thích xài chung cư thì anh chị đi ra ngoài, đi chợ ở ngoài đó. Rồi phía trước thì các quán cà phê ăn uống rất nhiều, quan trọng là cái dịch vụ anh chị. Chứ mình ở một cái khu chung cư nó đẳng cấp, nó sang trọng, mà chợ thì đi mấy cây số mới tới thì cũng buồn lắm đó. Khu Richstar của Novaland này nói chung em đánh giá thấy là tạm ổn. Tạm ổn thì tức là em thấy nó cũng ngon rồi đó, nó cũng khá là ngon đó, phù hợp, có lẽ phù hợp với giá, cái giá tiền. Thì bây giờ em mời cô bác anh chị quả trái con đường cây keo nha. Lâu lâu làm một vài cái clip về chung cư như thế này, hy vọng cô bác anh chị thấy thú vị. Em thì ít khi và chạy quay mấy cái chung cư lắm, nhưng mà hôm nay hên như thế nào mà trong cái khu công viên Richstar này nó lại cho xe máy vào. Đây là con đường cây keo. Phía trước thì hình như có thể chạy xuống cái chợ Hiệp Tân á. Đây là phường Phú Trung. ủa sao phường tùm lum vậy. Bên trái em là phường Hiệp Tân, bên cũng là Hiệp Tân luôn. Chắc có do mấy cái bạn hiệu của người ta đã dời từ cái khu phường Phú Trung về anh chị, cho nên nhìn lên thấy cái phường Phú Trung. Đây là đường ngã tư đường Cây Keo với Hoàng Thiều Hoa. Bên phải là ra đường Hòa Bình. Phía trước đây là chắc đi về cái chợ này. Anh chị thấy không? Ngay cái khu dân cư Richstar thì anh chị sẽ đi về ngay một cái chợ. Đó. Bây giờ giá ở khu dân cư Richstar này thì xin lỗi cô bác anh chị là trước khi quay em chưa có cập nhật cái giá ở cái khu căn hộ này, nhưng mà em đoán thì khoảng chừng 3-4 năm trước giá thô, nhà thô của nó khoảng 2 tỷ 4 đó anh chị. Đó, bên trái em là chợ Hiệp Tân nha. Đó. Đây. Đó đây. Chợ Hiệp Tân. Bây giờ trưa rồi thì chắc là em cũng không vào chợ, tại vì bắt đầu vắng. Để hẹn cô bác anh chị hôm nào đi sớm khám phá cái chợ Hiệp Tân này. Quay trở lại với cái giá nhà của Richstar thì cô bác anh chị có thể lên Google á, gõ vào cái giá nhà của Richstar, giá nhà căn hộ Richstar thì nó sẽ ra thôi. Nhưng mà trong cái clip này thì em cũng đoán một chút là cách đây 4 năm mà khoảng 2 tỷ 4 giá nhà thô bỏ vô nữa thì cũng nhiều tiền lắm anh chị, để mà làm sơn, toilet, bếp nút. Bây giờ chắc có lẽ là một căn ngày xưa 2 tỷ 4 thì bây giờ nó cũng phải từ 3,5 tỷ cho tới 4 tỷ một căn. Cái khu này em đoán như vậy thôi. Đường này là đường Cây Keo. Đó, bên trái là vào cái chợ Hiệp Tân và cái khu dân cư xung quanh chợ. Tội buôn bán rất là nhộn nhịp sầm uất thưa anh chị. Khu này mà có nhà mà mua ở thì cũng ngon mà em thấy được mà. Ở đó ra đây là ra Lý Văn Bích hình như là sao hồi xưa là hướng lộ số 14 thì vậy. Đó, Lý Văn Bích đây rồi. Lý Văn Bích thì anh chị quẹo trái thì ra vào quẹo đó, còn quẹo phải thì chúng ta đi về khu vực Cầu Buôn, Phú Lâm. Thôi em quẹo bên tay phải luôn, đi Lý Văn Bích. Ở đây là con đường Hòa Bình. Đó, quẹo phải Lý Văn Bích rồi em sẽ quẹo trái con đường Hòa Bình đi thẳng tới Đầm Sen. Wow, anh chị thấy là ngày hôm nay nó rất là khác với ngày xưa ha. Đôi khi chỉ cần 3 hoặc 4 năm thôi chứ không quay về là tự nhiên nhận không ra rồi anh chị. Trưa nắng quá trời mà đường xá nó rất là đông, chứng tỏ là cái khu Tân Phú này nó rất là nhộn nhịp anh chị. Chắc về đêm đẹp lắm đấy, về đêm làm ăn buôn bán rất là ngon. Thì hôm nào và em sẽ cập nhật về đêm ở đây rồi đến cô bác anh chị nha. Đường ở đây thì hơi ít cây á anh chị. Con đường Hòa Bình đoạn này thì không có cây. Đường xá thì anh chị thấy phía dưới nó có một cái đường thẳng bị đào bới không? Đó, người ta đào bới xong người ta đắp lên nó nham nhở lắm. Bên tay trái của em là trung tâm chính trị quận Tân Phú. Em cũng mê đi coi nhà lắm anh chị. Ngày trước là lúc mà mới lập gia đình rồi cũng đi kiếm cái tổ ấm cho mình đó. Đi khủng khiếp lắm. Đi mà nhiều khi 12 giờ đêm mà còn người ta còn giận mình đi coi là còn đi á anh chị. Mê lắm luôn anh chị à. Chỉ là mình không có tiền để mua nhà ngon thôi, mình phải chạy hẻm hóc rồi mình kiếm cái nhà vừa cái túi tiền của mình lúc đó đó. Đó, một chút cái con đường Hòa Bình hướng về Đầm Sen. Wow, đồ áo Đầm Sen ngày hôm nay thì hoạt động kinh doanh cũng nhộn nhịp trở lại rồi anh chị, tiền tỷ mỗi tháng mỗi ngày không đó, đặc biệt là cái tháng hè. Tính ra ở trung tâm Sài Gòn mình ngoài sở thú ra thì chỉ còn mỗi có đầm sen thôi anh chị là thu hút được các bé nhiều. Bên trái em là tu viện Huệ Quang. Trời ơi, trời nắng chạy mở luôn. Ở đây là con đường kênh Tân Hóa. Kênh Tân Hóa này thì nó cũng là một cái con đường mà nó lột xác hoàn toàn luôn á anh chị. Lột xác hoàn toàn. Cách đây khoảng 6 đến 7 năm, 8 năm gì đó. Về cái khu kênh Tân Hóa này á, nó dơ, xình lầy cũng nhiều nữa. Nó làm con đường này rất là đẹp. Bánh trung thu, gần tới trung thu rồi thưa anh chị. Bánh trung thu Như Lan đó, đây là cái khuôn viên của Đầm Sen, bên phải em là Đầm Sen rồi. Mấy cái ngày nghỉ lễ thì Đầm Sen sẽ rất là đông anh chị nha. Thường thì ai có quê thì về quê, ai muốn đi du lịch xa thì cũng đi du lịch xa. Nhưng mà những người ở lại Sài Gòn mà các bé muốn đi đâu thì chắc chắn là mình chỉ có đi Đầm Sen thôi, Đầm Sen, sở thú. Nhìn chú giống phim trưởng ngày xưa quá anh chị ha, Âu Dương Phong hay là Trương Tam Phong rồi đó, Trương Vô Kỵ rồi. Rồi chú muốn đi qua đường, mà thật là khó đi, xe đông quá. Ở đây thì không có tín hiệu đèn xanh đèn đỏ, mà Sài Gòn mình thì nói chung là người qua đường ít được nhường lắm anh chị, vất vả. Nó sống ở đâu thì nhiều khi nó quen ở đó. Nhiều khi mình đi qua đường mà không khéo bị mấy tay tài xế nó dừng lại nó đánh cho một trận khổ lắm anh chị. Bánh trung thu, những cái tiệm bánh trung thu không biết về đêm như thế nào, chứ ban ngày em thấy nhìn nó hẻo lắm anh chị ạ. Ở đây là xe máy được đi thẳng ha, phía trước cổng của Đầm Sen. Một chút cổng của Đầm Sen, nhà hàng Thụy Tạ, Đầm Sen, sắc màu và cảm xúc. Ủa em quay cái camera đi đâu vậy? Đây anh chị, thôi em mời cô bác anh chị đi tiếp con đường Hòa Bình. Bên trái em là đường Khuôn Việt nhé. Tự nhiên hôm nay quay cái clip này vào cái giấc trưa, màu sắc nó đẹp quá anh chị. Không biết cô bác anh chị có thấy đẹp, cái màu đẹp không? Có thể để lại cho em một cái bình luận phía dưới nha. Hoặc là nó bị nhòe như thế nào. Chắc là cái clip này em cũng không có cần phải chỉnh màu gì nhiều. Chỉ có những cái clip mình quay mà trời tối anh chị thì em chỉnh một chút màu cho nó sáng lên thôi. Chứ thật ra thì những cái clip em quay như thế này là nó hoàn toàn là tự nhiên luôn á, không có chỉnh cái gì hết anh chị. Bên phải em là Cinemax 8D. Dịch xong rồi mà thấy cũng không có khá rộng hơn là mấy anh chị ha. Đây là cái trạm xe bus số 38 này, Bến Thành. Số 38, 15. Em quẹo qua đây một tí để em kiểm tra coi thử là có bao nhiêu cái tiếng xe bus chạy nha anh chị nha. 38, 15. Đó, hiện tại thì em thấy là có 38 và 15. Như vậy là cô bác anh chị mà nếu mà có đi Đầm Sen thì nhớ hai cái tiếng xe bus này trước tiên nha. Còn có thêm hay không nữa thì ở đây em không thấy người ta để cái bảng các cái chuyến xe. Ở phía trước là cái bùng binh rồi anh chị, chúng ta có con đường Lạc Long Quân. Rồi con đường qua bên kia hình như là ông Ít Khiêm. Ông Ít Khiêm. Con đường Lạc Long Quân. Bên này là Hòa Bình. Thôi thì ngay vị trí này chắc là em xin tạm dừng cái clip của mình. Hy vọng cô bác anh chị có những cái giây phút dạo phố thật là thú vị, đặc biệt là giới thiệu đến cô bác anh chị khu chung cư, khu dân cư Richstar thuộc tập đoàn Novaland trên đường Hòa Bình, quận Tân Phú. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn hôm nay. Bye bye.